Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em 20 mã code x2 kinh nghiệm và ghi chép chỉ số mới nhất tháng 3 nha. Dành cho bạn nào mà chưa biết thì những mã code này nó sẽ x2 kinh nghiệm cũng như là kiểu không làm mà có ăn. Kiểu mà mình làm một mà được hai gì đó các bạn, vậy đó hiểu không? Không hiểu cũng phải hiểu nữa. Còn các bạn yên tâm là những cái mã code này là ở trong cái game này chứ không phải là ở đâu, cho nên là không có bị dĩ dân nha các bạn ơi, yên tâm nha. Và nếu như mấy bạn là một người mới chơi game bởi Love Food này thì mấy bạn hãy cho mình xin một like nè, một lượt đăng ký kênh đi, hãy đăng ký kênh của mình để anh chí các bạn. Kênh của mình là cái kênh chuyên hướng dẫn những bạn mới chơi, cho nên các bạn cứ đăng ký kênh của mình sẽ chỉ các bạn chơi một cách tận tình tận tâm luôn nha. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với 20 cái mã code x2 kinh nghiệm cũng như là ghi chép chỉ số mới nhất tháng 3 này luôn nha. Mà cái nữa, nếu như mà qua tháng 5 tháng 6 gì đó mà có một vài mã code nó không có xài được thì mấy bạn đừng có chửi mình nha. Tại vì có thể là một thời gian sau nó sẽ hết hạn á. Còn nếu như mà mấy bạn vừa xem video này nè, xong rồi mấy bạn vô bạn chơi game liền, mấy bạn nhập liền á, thì 100% mấy bạn sẽ nhập được, mà phải new bò giống mình nha. Còn nếu như mà bạn đã nhập rồi thì nhập không có được đâu. Đầu tiên bạn bấm vô cái phần quà ở đây nè, ở nó có chỗ nhập code đây nha các bạn, thì mấy bạn sẽ bấm vô đây và nhập ha. Rồi cái mã code đầu tiên của chúng ta có tên là Chao Hát Mania đó, mấy bạn nhập y chang vậy cho mình là ok, không có nói nhiều nha anh em. Đó, nhập y chang vậy cho mình, xong rồi bấm vô nút gạch đem nè. Đó thấy không, được 19 phút mà, được 20 phút nữa bạn thấy không, nó đếm ngược rồi đó. Đó, mã code đầu tiên rồi nha. Rồi tiếp tục mã code thứ hai nè, Sub 2 Nob Master 123. Đó, nhập y chang như nó cho mình luôn, đảm bảo với các bạn là x2 kinh nghiệm, cải cấp nó mới sướng anh em hiểu không. Nếu mà bạn không nhập mã code này thì bạn chơi game biết nào qua được C2 đúng không, cài ở C1 cũng chán dữ lắm anh em. Tiếp theo là Sub 2 đai gốc nè, thì nói chung là mấy bạn nhìn những cái chữ này mấy bạn nhập theo thôi, chứ mà mình mấy bạn nghe tiếng Anh của mình mấy bạn nhập là mấy bạn nhập ra tiếng Pháp luôn á. Rồi tiếp tục nè, Asioge. Mình đọc mình Việt sub cho bạn luôn, Asioge nha. Rồi mình Việt sub thôi chứ mình đọc tiếng Anh hồi nó ra tiếng nước ngoài nữa, tiếng Mỹ, tiếng Pháp gì mất công nữa. Tiếp tục Tân Tài Gaming, là Tân Tài Gaming anh em ơi. Ủa mã code này của Việt Nam hay sao á, nhưng mà thôi kệ đi. Rồi Việt Nam nè, lụm nè, sub ke là lụm đó. Rồi mã code kế tiếp, sub 2 cái tab Taun Maui. Không ấy cái mấy cái tiếng Anh này mình bỏ qua bên đi ta. Rồi đó, lụm liền thấy không. Kế tiếp chính là mã code thứ 7, Kid Gaming. Ông này là ông YouTuber gì nổi tiếng lắm nè. Nổi tiếng lắm mà tôi không nhớ là ông nào luôn á anh em. Rồi Kid Gaming nha, Việt Nam nè, lụm đó. Kế tiếp sẽ là mã code thứ 8 nha anh em, Sub 2 P999. Cái này là gì ta, này thôi mình không biết dịch đâu, tiếp tục đi. Rồi kế tiếp sẽ là mã code thứ 9 nha, EUISBGO. Nhớ mấy cái gạch đó bạn, mấy cái gạch đó là mấy bạn phải gạch giống vậy luôn mới được nha, mấy gạch ở dưới đó. Đó, mình phải gạch giống ở dưới vậy luôn á, nó mới là ok, mà mã code mới hợp lệ mới vô được nha các bạn. Lụm nè, đó. Rồi kế tiếp mã code thứ 10, Magic Boost. Giờ đọc tiếng Anh chuẩn chuẩn nha, Boost. Boost cái gì cái sao. Rồi tiếp tục dịch đem nè. Rồi thì chúng ta sẽ đến với mã code số 11 là JCWK. Này không biết đọc làm sao, kệ đi. Rồi dịch đem nè, lụm đó thấy không. Rồi chúng ta sẽ đến với mã code số 11, Start con heo. Code heo, code heo nha anh em, Start code heo nha, code của con heo á. Rồi lụm đó, code heo chứ không phải là ấy nha. Rồi kế tiếp bà Lucy, mà có nãy giờ là 13 mã đó nha anh em. Rồi đem nè, nó thành công liền không. Rồi kế tiếp mà có số 14, The Ritake. Lụm không đó. Nói chung là mình đã test thử rồi bạn, chứ không phải là cái video này là mình làm lại cho bạn thôi coi thôi, chứ thật sự là mình đã tạo một cái ạc khác mình test cho bạn trước hết trơn rồi, cho nên là chắc chắn á, là 20 mã code này đều xài được hết trơn nha các bạn. Đó 16 mã code thứ 16 nè, cái mã code này là mã code mới nha các bạn, tháng 1 nó không có nha, mà tháng 2 thì mình không có làm video mình cũng không biết nữa, nhưng mà tháng 1 thì không có đâu, bây giờ là tháng 3 là có nha các bạn. Mã code này là mã code mới nha, đó mấy bạn lưu ý mã code này nè. Rồi ok mình sẽ nhập nha các bạn ơi. Rồi vậy là mình đã nhập được cho bạn là 16 cái mã code x2 kinh nghiệm 20 phút rồi nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái mã code rất là xịn sò, x2 kinh nghiệm tới tận nửa tiếng, có nghĩa là 30 phút các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã code x2 kinh nghiệm 30 phút nha bạn, nhìn là 5 tiếng 14 phút nè. Rồi tôi sẽ nhập mã code đó vô.
Sub 2 game Gearbox AFP1. Đó, nhập y chang vậy cho mình nha. Rồi thì nãy là 5 tiếng 14 phút nữa rồi, đúng không? Đó. Bây giờ mình bấm nè. 5 tiếng 44 phút, có nghĩa là mà có thời tới 30 phút với hai kinh nghiệm lần nha. Quá là xịn sò luôn anh em ơi. Giờ thì nãy giờ mình đã chia sẻ anh em là 17 cái mã code x2 kinh nghiệm rồi nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với mã code reset chỉ số. Đây, đầu tiên là sub 2 game Gearbox reset 1. Thì những cái mã code này là mã code cũ nha các bạn. Nhưng mà nó còn xài được thì mình đem vô đây nha. Các bạn nào mà đã từng nhập rồi thì nhập không có lại được, không có nhập lại được đâu, yên tâm. Đó. À, một mã code một cái reset đó các bạn, mình sẽ nhập cho bạn ba cái luôn nha. Sub 2 Kalijagu. Đó. Rồi nhập cái trang vậy cho mình là được. Bấm vô git dam nè. Thành công liền thấy không? Rồi, còn một mã code cuối cùng nữa nha là kit reset các bạn, là cái ông kit gaming hồi nãy nè, chứ đâu dân ông đó lúc đâu dân á. Rồi, git dam nè, lụm. Đó, vậy là chúng ta đã được là ba cái mã code reset chỉ số rồi nha các bạn. Đây. Reset được ba cái nè thấy không? Đó, vậy là mình có thể reset được ba lần á. Rồi ok, thì clip này là hết rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của các bạn mà xem đến hết clip của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye.